Kính chào bà con và các bạn. Trong nông nghiệp tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng bà con một số biện pháp phòng trừ rầy đốt hại lúa. Tiếp đó, mời bà con cùng tham khảo mô hình trồng ổi tại xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ. Còn trước tiên, như thường lệ, là phần thông tin nông nghiệp. Với mục tiêu giúp người nông dân hạn chế được rủi ro trong sản xuất, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo hướng sản xuất bền vững, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Trong khuôn khổ dự án cải thiện nông nghiệp cỏ tưới tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh đã triển khai lớp tập huấn tại đồng ruộng cho nông dân sản xuất ngô theo hướng bền vững vụ đông xuân 2015-2016 tại xã Giao Thành, huyện Giao Linh. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được học lý thuyết và thực hành trên đồng ruộng. Thời gian tập huấn được chia thành các đợt phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng trên đồng ruộng. Nội dung xuyên suốt quá trình từ khi làm đất, xuống giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch bảo quản. Mô hình trình diễn của lớp tập huấn được triển khai trên diện tích 500 m², sử dụng giống ngô hạt N68. Qua đo đếm ước tính năng suất quả tươi đạt 5,6 tạ một sào. Với giá bán hiện nay thì sau khi trừ chi phí, ước tính thu lại gần 2,85 triệu đồng một sào, cao hơn so với ruộng trồng đầy trà của người dân gần 350.000 đồng một sào. Sau khi được lớp tập huấn lên rồi có học hỏi được lên biết các kỹ thuật làm lên luống. Vậy lên luống vậy là bỏ phân bón theo đúng lúc, bơm thuốc theo có kỹ thuật bơm lên giống năm nay là cây năm nay là vận hơn khi trong lúc thời kỳ nông dân đang làm. Khác với phương pháp tập huấn truyền thống trên lớp trước đây, với phương pháp này, đồng ruộng sẽ là nơi học viên trao đổi và thảo luận kinh nghiệm, trực tiếp áp dụng các kiến thức được học vào thực tiễn sản xuất. Còn giảng viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện để học viên trao đổi các kinh nghiệm, kiến thức đã có, đồng thời bổ sung, truyền đạt các kỹ thuật mới. Kiểm tra cuối khóa, 100% học viên đã tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành kiểm tra niêm phong hơn 1 tấn măng nghi có chất vàng ô được bày bán tại chợ Đông Hà. Trong đợt kiểm tra này, chi cục đã lấy 3 mẫu măng tại chợ Đông Hà, 2 mẫu măng tại chợ Cầu huyện Gio Linh và chợ thị xã Quảng Trị, 1 mẫu măng và 1 mẫu dưa cải muối tại chợ Hồ Xã thuộc huyện Vĩnh Linh gửi vào Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 ở Đà Nẵng làm xét nghiệm. Kết quả trong 7 mẫu xét nghiệm chỉ có mẫu măng và dưa cải muối ở Hồ Xã không phát hiện nhiễm chất cấm. Còn lại 5 trên 6 mẫu măng tại các chợ Đông Hà, thị xã Quảng Trị và chợ Cầu đều phát hiện có nhiễm chất cấm Auramin O hay còn gọi là chất vàng O, một trong những chất màu tổng hợp được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm vải và giấy, dùng trong xây dựng để sơn quẻ tường. Chất này gây độc cho con người nên bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh đã tiến hành kiểm tra cơ sở có mẫu dương tính để truy xuất nguồn gốc thì phát hiện tại cơ sở kinh doanh của bà Trần Thị Xuân tại chợ Đông Hà có khoảng 1 tấn măng tươi. Để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc, Chi cục đã niêm phong toàn bộ số măng trên và tiếp tục lấy 5 mẫu trong hàng này để gửi đi xét nghiệm chất vàng ô. Trong nông nghiệp tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng bà con và các bạn đặc điểm của rầy các loài, triệu chứng, cách phát hiện, điều kiện lây lan cũng như biện pháp phòng trừ nhằm giúp bà con chúng ta có thể quản lý đối tượng này trên đồng ruộng của mình một cách có hiệu quả nhất. Kính thưa bà con, rầy lưng trắng và rầy nâu là một trong những cái đối tượng dịch hại gây hại thường xuyên liên tục trên đồng ruộng bà con kể từ khi mà chúng ta gieo cho đến khi cái lúa chín thu hoạch. Ngoài cái tác hại chính khi gan rầy nó gây hại làm cho cái lúa sinh trưởng phát triển kém, gây hiện tượng cháy rầy, thì rầy lưng trắng còn là một trong những cái đối tượng là môi giới truyền bệnh ruột đen, là một trong những cái đối tượng bệnh hại có thể gọi là đặc biệt nguy hiểm đối với cây lúa. Ở Quảng Trị chúng ta tính tới hiện tại thì toàn tỉnh có tới hơn 1.000 hecta bị nhiễm rầy, trong đó mật độ trung bình từ 500 tới 700 con một mét vuông. Đặc biệt cục bộ thì có những nơi mật độ lên tới 10.000 con mét vuông. Nhằm mục đích là giúp cho bà con chúng ta có thể phòng trừ tốt đối tượng dịch hại này, thì trong nội dung tuần này chúng tôi sẽ trao đổi với bà con một vài cái vấn đề về con rầy các loại, ví dụ như là triệu chứng, đặc điểm gây hại, đặc điểm phát sinh phát triển cũng như cách phòng trừ
nhằm giúp cho bà con chúng ta có thể phòng trừ một cách tốt nhất đối với gây hại này. Rầy các loài nó thuộc dạng đối tượng côn trùng biến thái không an toàn, có nghĩa là vòng đời của nó chỉ có 3 phát phát dục, đó là rầy trưởng thành, trứng và rầy non, hay còn gọi là rầy cám. Thì trong cả 3 phát trưởng thành này thì cả rầy cám và rầy trưởng thành đều có khả năng gây hại và làm thiệt hại cho bà con trên cái lúa. Vòng đời của con rầy thì nó dao động trong khoảng từ 24 tới 30 ngày tùy theo cái điều kiện khí hậu thời tiết. Nếu như trong vụ đông xuân với điều kiện là nhiệt độ thấp, ẩm độ cao thì vòng đời con rầy nó dao động trong khoảng từ 28 tới 32 ngày. Ngược lại trong vụ hè thu với điều kiện là nhiệt độ cao, ẩm độ thấp thì vòng đời con rầy nó dao động khoảng từ 24 tới 28 ngày. Rầy trưởng thành có thể đẻ từ 300 tới 350 trứng và nó cho cái vòi đẻ trứng của nó vào trong bè lúa và đẻ vào trong bè lúa. Do đó là cái vấn đề mà thuốc trừ sâu cũng như thiên địch gây hại đối với trứng rầy thì rất là hạn chế. Rầy các loài thì nó có khả năng di cư theo đám đông rất xa và nó có khả năng kháng thuốc bảo vệ thực vật rất là cao. Các đối tượng rầy này thì nó thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm, ẩm độ cao, mưa nắng xen kẽ. Và cả rầy non, rầy trưởng thành đều có thể chích thuốc nhựa lúa làm cho cây lúa bị khô. Hạt lúa sẽ lập lưng và quá trình chín của hạt lúa sẽ bị chậm đi. Rầy trưởng thành thì nó có tín hiệu quang rất mạnh, có nghĩa là nó có xu tín dương và ánh sáng đèn. Một năm thì trên đồng ruộng bà con chúng ta thì có từ 6 tới 7 lứa rầy phát sinh gây hại. Trong đó nó có lứa thứ 2 vào cuối tháng 4, giữa tháng 5 gây hại trên lúa đông xuân. Gây hại nặng trên các giống lúa lai, lúa thuần thơm và đặc biệt là các ruộng lúa thâm cân cao, bón quá nhiều phân đạm. Khi có điều biểu kiện thuận lợi là nắng bơi xanh kẽ, nhiệt độ trung bình từ 25 tới 30 độ C thì rầy nó rất là thích hợp cho rầy sinh trưởng phát triển và nó gây cháy, gây thành dịch. Cả rầy trưởng thành và rầy non đều thích sống dưới gốc cây lúa và có cái tập quán bò quanh thân cây hoặc là nhảy xuống nước hay nhảy đều lên tán lá để lẩn tránh khi bị khuấy động. Rầy trưởng thành và rầy non thì có thể đều chích hút cây lúa bằng cách là cho vòi chích hút vào hút nhựa và làm cho cây lúa bị khô, gây hiện tượng gọi là cháy rầy. Ngoài ảnh hưởng trực tiếp như trên thì rầy nâu nó còn gây hại gián tiếp cho cây lúa và nó là cái đối tượng môi giới truyền bệnh vàng lùn lùn chuẩn lá. Rầy lưng trắng là đối tượng môi giới truyền bệnh lùn sọc đen, là một trong những cái đối tượng bệnh hại đặc biệt nguy hiểm và nó đã gây hại đặc biệt nghiêm trọng trong vụ hè thu 2010 ở Quảng Trị chúng ta. Để có thể quản lý tốt cái đối tượng rầy gây hại này thì bà con lưu ý một số đặc điểm sau. Thứ nhất thì vào đầu vụ thì là một trong những cái biện pháp mà chúng tôi luôn luôn khuyến cáo cho bà con, đó là vệ sinh đồng ruộng. Vì như bà con biết thì rầy lưng trắng và rầy nâu, ngoài cái đối tượng gây hại chính, đối tượng kỳ chủ chính của nó là cây lúa, thì khi trên đồng ruộng không có cây lúa thì nó sẽ di chuyển tới các bờ mương, các ruộng hoang và trên các cái bờ cỏ để nó phát sinh, phát triển nhân giống nhân đàn ở đó, và chỉ chờ cây lúa trên đồng ruộng bà con chúng ta có thì nó sẽ ra gây hại. Vì thế nên cái biện pháp đầu tiên chúng tôi buộc khuyến cáo bà con đó là phải vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Thứ hai nữa là bà con không nên gieo cấy quá dày, nên sử dụng công cụ ra hàng với cái liều lượng, với cái số lượng giống khoảng từ 3 tới 3,5 cân trên một sào 500 mét vuông để gieo cấy. Vì nếu như bà con gieo cấy quá dày thì nó sẽ tạo cái điều kiện thuận lợi cho cây rầy nó phát sinh, phát triển và gây hại. Thứ ba nữa, bà con không nên để ruộng khô nước ở những nơi chủ động nước. Khi xuất hiện rầy thì bà con có thể dâng cao mực nước lên từ 10 tới 25 cm để diệt trứng rầy trong bè lúa. Thứ ba là bà con hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là thuốc trừ sâu để phun phòng. Vì khi bà con sử dụng thuốc trừ sâu với phun phòng thì nó sẽ dẫn tới hiện tượng làm phá vỡ hệ sinh thái đồng ruộng, đặc biệt sẽ diệt hết những cái đối tượng thiên địch của rầy. Do đó rầy nó có khả năng phát sinh, phát triển và bùng phát mạnh về sau. Ngoài ra thì bà con có thể là sử dụng phân bón một cách cân đối hợp lý giữa nồng độ liều lượng N, P, K và bà con đặc biệt là tránh bón quá nhiều phân đạm, đặc biệt là bón nhẹ đầu nặng về cuối. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để diệt trừ rầy thì bà con phải lưu ý một số đặc điểm sau. Thứ nhất là tùy vào từng thời kỳ sinh trưởng cây lúa mà bà con phải có các loại thuốc nó phù hợp. Thứ hai thì tùy thuộc vào từng cái giai đoạn phát dục của con rầy, tùy thuộc vào giai đoạn rầy cám hoặc rầy trưởng thành mà bà con phải có cái biện có cái loại thuốc nó thích hợp từng đoạn này. Cụ thể như sau. Thứ nhất là từ cái giai đoạn mà cho đến giai đoạn làm đồng hoặc là khi ruộng lúa bà con còn xanh thì bà con có thể sử dụng một số loại thuốc nội hấp như là chét, oxin hoặc actara, acmada. Khi trường hợp cái lúa ngả vàng, cái khả năng hấp thu thuốc kém thì bà con cần phải sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng tiếp xúc mạnh như là trê bông hoặc ba sa để phun trừ. Khi cây lúa ở giai đoạn phân hóa đồng trở đi, khi mà trên đồng ruộng bà con có rầy lưng trắng hoặc rầy nâu tuổi non ở tuổi 1, tuổi 2 thì bà con có thể tiến hành phun thuốc ngay bằng các loại thuốc chống lột xác như là Aplau bát hoặc là Diflu. Và nếu như mật độ rầy cao thì bà con có thể sử dụng các loại thuốc tiếp xúc hoặc là kết hợp cả hai loại thuốc tiếp xúc và nội hấp.
Đặc biệt là khi phun thì bà con chú ý phải đáp ứng đủ lượng nước từ 20 tới 40 lít trên một sào. Và đặc biệt bà con phải làm thế nào đó mà phun cái lượng thuộc nước thuộc này nó phải thấm càng sâu xuống dưới gốc càng tốt, vì là con rây nó ở phía dưới gốc lúa. Kính thưa bà con, trên đây thì chúng tôi vừa trao đổi bà con về một số cái biện pháp phòng trừ cái đối tượng rây nâu và rây lưng trắng. Rất mong bà con có thể áp dụng những cái kiến thức chúng tôi đã vừa trao đổi vào việc quản lý đối tượng này trên đồng ruộng của mình, để giúp cho chúng ta có được một vụ mùa bội thu. Cuối cùng xin kính chào bà con. Bà con và các bạn thân mến, những năm gần đây, nhờ tận dụng lợi thế đất đai và nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều hộ nông dân ở xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ đã mạnh dạn chuyển đổi thành công nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả theo hướng công nghệ cao. Điển hình là mô hình trồng ổi Đài Loan đang được bà con đưa vào trồng thử nghiệm ở nơi đây. Là một trong những người đưa giống ổi Đài Loan về trồng trên địa bàn xã vào năm 2015, gia đình của anh Nguyễn Đình Huy và chị Hoàng Thị Lan ở thôn Phủ Ngàn, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ cho biết, thấy nhiều hộ nông dân trong vùng trồng ổi cho thu nhập khá cao, nhận thấy đây là loài cây dễ trồng và phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Gia đình anh chị đã tìm mua 100 cây giống ổi Đài Loan ở Bến Tre về trồng trên diện tích 2 sào đất vườn, chủ yếu trước đây trồng nhiều loài cây nông nghiệp ngắn ngày, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Từ khi đưa giống ổi Đài Loan vào trồng thử nghiệm cho thấy, ổi Đài Loan rất dễ trồng, chi phí thấp, nhẹ công chăm sóc và ít bị sâu bệnh. Do có nhiều kinh nghiệm trong việc làm vườn, lại tích cực áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới vào trồng trọt, nên qua một năm trồng và chăm sóc, giống ổi ở trong vườn của gia đình đã phát triển tốt và cho trái. Cái ổi này là khi mà nó ra chôi nón là mình phải ngắt đi, ngắt chôi để cho nó ra cành nhiều. Còn mà để chôi thẳng thì nó ít cành, ít trái nữa. Thứ nhất là, thứ hai nữa là mình phải phát hiện sâu sớm để mình khỏi phun. Nếu phun thì đốc mình ra rửa làm được. Thì khi mà phát hiện lá sâu, gọi là lá hoặc là chôi một số là mình phải cắt đi, cắt trước đi. Cắt cho gom lại để mà đốt đi để cho nó xịt cái sâu trong vườn. Ổi Đài Loan là một trong những loài cây đang phát huy hiệu quả, mang lại kinh tế cho nhiều hộ nông dân ở xã Cam Thanh. Khác với nhiều loài cây ăn trái khác, thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch phải mất vài ba năm, thì giống ổi Đài Loan này chỉ mất khoảng 8 tháng là bà bắt đầu cho thu hoạch. Tỷ lệ đầu trái và năng suất cao, thu hoạch quanh năm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là giống ổi có thể trồng bất cứ thời gian nào trong năm. Trung bình mỗi kg ổi có giá khoảng 20.000 đồng. Tính ra lợi nhuận từ ổi cao hơn nhiều nếu trồng các loài cây khác trên diện tích đất này. So với vườn đất mà trồng khoai hoặc là trồng bất kỳ loài cây nào cũng cái thu nhập là hẳn vẫn thua trong ổi hết. Nếu như tính một cây ổi á, là một bình quân một vụ mà mình mới thu hết đâu sơ sơ thôi. Nhưng mà cũng là một cây là cũng phải là một vụ là cũng phải là 200.000 một cây. Còn nếu trồng khoai trong đô thì mấy cái cây khác thì nói chung là trồng cho cỏ để mình dùng thôi, chứ còn thu nhập thì tính hẳn được bao nhiêu hết. Những năm gần đây, chính quyền địa phương cũng như hộ nông dân trên địa bàn xã Cam Thanh đang tích cực triển khai thực hiện tốt các đề án quy hoạch lại các vùng chuyên sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là khuyến cáo bà con nông dân chuyển đổi các mô hình trồng trọt chăn nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng công nghệ cao để sản xuất mang lại năng suất hiệu quả cao. Thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới của đảng ủy xã thì mình... chúng tôi thì bên hội nông dân thì cũng vận động bà con là chuyển đổi cái cây trồng trong cái chương trình là cải tạo vườn tạp của gia đình. Thì hiện nay thấy cái trong cái cả cái mô hình thì hiện nay cái mô hình trồng ổi là rất hiệu quả, và chúng tôi cũng đã vận động hiện nay trên địa bàn thì có đã 10 hộ tham gia, với cái diện tích là mỗi hộ thì tầm 2 sao đến 5 sao. Thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả bước đầu là rất là cao. Hiện tại toàn xã Cam Thanh có khoảng 10 hộ trồng ổi Đài Loan. Nhờ chuyển đổi mô hình làm ăn mà nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo lộ trình kế hoạch của địa phương đề ra. Trang nông nghiệp tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.